Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã trở lại video tiếp theo của Phương Phong. Rồi. Hôm nay tôi và anh em tiếp tục chơi trò chơi thi vẽ. Hai người vẽ giống nhất là người chiến thắng. Rồi. Và hôm nay chủ đề đó là logo các anh hùng Marvel, DC. Thì các bạn biết đấy, do Bác Ngọt và Ánh Sáng trình độ quá thấp so với tôi nên tôi sẽ mời hai người chơi mới. Rồi. Giỏi hơn họ. Rồi. Thi đấu cùng tôi ngày hôm nay. Ai chiến thắng được tôi sẽ được nhận được 1 triệu. Ok. Rồi các bạn ơi, vẽ này thì ai thắng được tôi hả các bạn? Tôi nhắm mắt tôi khoáng là cũng giống cái hình này rồi. Vinh với Phong tuổi gì? Đúng rồi đấy, anh Côn thì nói thì cũng thật. Cũng anh Côn năng khiếu hơn tôi. Tôi thực ra thì cũng không biết vẽ mấy. Thì nếu mà tôi vẽ xấu hay là vẽ không đẹp thì mọi người thông cảm thôi nhá. Đấy, tôi không làm gáy. Đó. Còn Phong gáy đi. Còn các bạn biết đấy, thì trình của tôi thì ngày xưa tôi từng đi học ngành họa sĩ. Nhưng mà đang học thì hết tiền nên thầy giáo đuổi về. Nên có gì các bạn bỏ quá cho tôi. Rồi. Rồi, thế có thưởng có phạt gì không? Vừa em nói rồi đấy, thắng vẽ giống nhiều nhất là được 1 triệu. Rồi. Và hình đầu tiên đó là hình logo Batman. Đây, anh không thấy con rơi. Đây, anh phải có cái bút, cái này lòe lắm. Không em ơi. Cái màu này vẽ. Đây này, vẽ màu màu đen này thôi em ơi. Thế mới tăng độ khó đấy. Rồi, vào trận nhá. Vào hình đầu tiên. Em phải tô đấy nhá. Tô màu đen nhìn kìa. Lòe, sợ lòe ấy. Em ơi, cần gì? Em nhìn anh chẳng có dụng anh. Nhìn anh đâu, em nhìn của em nhìn của em anh. Có nhỉ. Có thật. Rồi, vẽ xong chưa? Được. Anh Côn mới Vinh vẫn chưa xong bạn. Còn đây là phần này. Rồi tôi đã xong rồi. Bây giờ tôi sẽ đợi mọi người hoàn thành và đợi ban giám khảo Phương Hoạt chấm điểm. Rồi các bạn ơi, tôi cũng xong nhá. Rồi. Nhưng mà các bạn ơi, tôi xong rồi mà tôi vẽ xong tôi mới nhìn ra hình của tôi không giống lắm các bạn. Anh ơi, hình của tôi là tôi nhìn thấy giống con rơi thật. Đúng rồi anh, đúng rồi. Rồi, tất cả mọi người đã xong rồi. Rồi. Đây, của tôi đây. Đây, của tôi đây. À đây là của tôi. Đây của tôi đây. Ông ngoan đây, bác thì chấm điểm sang ai nhất bác đây. Rồi các bạn ơi, ngày hôm nay được sự yêu mến của Phương Vũ Phong nhá, thì tôi lại tiếp tục làm giám khảo nhá. Rồi. Đấy, thì cái hình này thì nói chung là đây cũng là một hình rơi đấy các bạn. Đấy, biểu tượng của hình rơi. Thì bây giờ tôi bắt đầu chấm từng bài một nhá các bạn ơi. Rồi. Đấy. Thì đây là bài đầu tiên, là bài của Vinh Tiền Nẻ đấy các bạn nhá. Rồi. Thì Vinh Tiền Nẻ đây là viết đúng là con rơi luôn các bạn. Nhưng đây là rơi ở rơi tự nhiên chứ không phải là rơi theo kiểu logo. Rồi. Đấy. Thì là Vinh ơi. Hả? Tại sao em lại vẽ được cái hình như này em? Thì đây nó đang sẽ cánh nhìn đang bay đây. Thì con này cũng đang bay các bạn ơi. Cái của em đây là kiểu như là nó đang kiểu nó dơ, kiểu nó sợ quá kiểu này này. Đấy nó xuống đấy kiểu. Con này kiểu nên nó đang bắt mũi các bạn ạ. Đấy. Kiểu nó bắt mũi nó không, nó xòe ít hơn đi. Kiểu nó lo quá xong rồi nó giang cánh ra. Đâu nó xòe cánh ít kiểu nó đang kiểu đang bắt mũi ở dưới thất, ở tầng thấp ấy. Thì nó xòe cánh vừa đấy. Rồi. Đây là mũi, bắt mũi ở tầng thấp nha các bạn nhá. Thấp. Rồi, tiếp theo đến hình của Phong nha các bạn nhá. Rồi. Hình của Phong khá giống với hình mẫu đấy các bạn nhá. Giống đến khoảng tầm 95% luôn. Từ tất cả các họa tiết, từ cánh này, đuôi này, nói chung và giống cả màu tô cũng giống luôn. Hình của Phong giống cái máy bay chiến đấu của Mỹ F bao nhiêu các bạn ạ, thật. F-35 à? Cái này giống hình máy bay hơn. Không, cũng giống đấy, cái này là cũng giống. Rồi, tiếp theo là hình của Côn nha các bạn ơi. Hình của Côn đây là con rơi này nó ăn nhiều muỗi lo quá. Ừ, lo quá. Mập. Nhưng mà vẽ này là hơi béo. Cái này là lăng suất đấy. Đấy là chỉ nuôi lợn thôi mới lăng suất. Thôi, các bạn ạ. Vòng đầu tiên là Phong là người vẽ giống nhất về hình mẫu nha các bạn nhá. Rồi. Xin chúc mừng Phong. Rồi. Yes. Đến hình tiếp theo Phong vào đây.
Rồi các bạn ơi, vòng đầu tiên thì Phong đã là người chiến thắng nhá. Rồi. Bây giờ tiếp tục chúng ta sang vòng thứ hai. Rồi, ok. Vinh này, hả? Ngày xưa thì là em học cấp 1 thì em có... Không. Ok các bạn ơi. Hỏi côn. Rồi, các bạn ơi, vòng đầu tiên thì Phong đã là người chiến thắng nhá. Rồi. Bây giờ chúng ta tiếp tục sang vòng 2. Và trước chiều sang vòng 2 thì tôi hỏi Côn tí. Côn này ngày xưa vẽ có cô giáo có dạy vẽ kỹ không? Vẽ ký cô giáo không dạy. Trước cháu học vẽ cháu không giỏi, cháu giỏi văn mà. Cháu tả con lợn đầu nó to bằng cái mú cối, bụng nó to bằng cái chum đựng nước mà. Cháu giỏi văn mà, trước kia chuyên văn mà. Chuyên văn chỉ đi ạ. Các bạn ạ, Côn thì là trước kia chuyên văn, nhưng đây là phần thi vẽ thôi. Nếu mà, clip này được nhiều like thì Phong sẽ tổ chức ra một phần thi là thi văn. Văn sử địa luôn rồi. Rồi. Không, không nói nhiều đâu, bây giờ chúng ta sang vòng thứ hai nhá. Rồi. Rồi các bạn ơi, tiếp tục sang vòng thứ hai. Đây. Tiếp tục là một cái logo nhé các bạn nhá. Ui giời, thế này thì đơn giản quá. Các bạn nhìn cái logo ở trên màn hình nhé các bạn nhá. Đấy. Logo này là gọi là gì đấy? Đấy, logo của đèn đồng xanh. Đèn đồng xanh. Có bao nhiêu người vẽ cái này nhá? Cái này đơn giản, cái này thật, cái này nhiều bạn chắc học lớp 3 lớp 4 vẽ cũng giống luôn. Rồi. Cố lên em ơi. Rồi. Cái này mọi người là phải cái phần trong cái cuộc thi ngày hôm nay ấy thì là phải vẽ từ màu sắc này xong đến hình khối. Đấy, nó phải chuẩn luôn. Anh Côn ơi. Được, không đây. Sao. Em ơi. Vận dụng được. Vận dụng ở đây chứ có đâu đâu. Em ơi, tất cả cái này trên này em lấy cái gì được lấy. Rồi, chơi được. Ừ, rồi. Chơi đi. Bắt chiếc rồi. Rồi. Rồi, tất cả đều bắt chiếc nhá. Côn rất là tư duy tốt tốt và dùng cái cuộn băng dính ạ để ngoáy. Rồi, có Vinh cuộn băng dính hình tròn ngoáy thành hình vuông. Vinh ơi, có vừa có vừa tròn thế. Tôi nghĩ là khả năng cái này là này cả này ba người đều giống các bạn. Rồi. Các bạn ơi, còn tôi đã xong nhá các bạn nhá. Nhanh chứ Vinh ơi. Đã nhanh vẽ là đơn giản thì nhanh anh. Mà không biết nhanh này mới có đúng không biết thôi. Rồi, của Phong giống lắm. Rồi, cái này của tôi thì chắc không giống lắm rồi. Mình to với nhỏ mà. Ui, cái tôi thế rồi. Mà còn nhìn trong cái này. Nhìn ba cái đường nó vòng nhau hết. Rồi thôi xin lỗi. Rồi. Rồi nào. Thế đẹp rồi. Rồi các bạn ơi, cuối cùng tôi đã xong nhá. Rồi. Tôi xong đầu tiên các bạn. Tôi xong cuối cùng. Rồi. Rồi. Ba thí sinh xong chưa? Rồi, xong rồi. Đây. Ba thí sinh giơ bàn này lên cho các bạn xem nào. Đây. Rồi ok các bạn ơi. Thế tôi bắt đầu chấm nhá. Rồi. Đầu tiên là bài của Vinh Tiền Nẻ các bạn ạ. Rồi. Vinh Tiền Nẻ thì là cái logo ở bên trong ấy là hình khối thì là cũng gần như là giống rồi. Rồi. Nhưng mà cái khối tròn bên trong thì Vinh là vẽ là số 0. Còn cái trong cái logo đấy là hình tròn đấy các bạn. Đó. Thì là Vinh vẽ lệch về bên. Cả Vinh nó kể nó quay phim cùng bọn tôi nó hay nghiêng về bên phải các bạn. Quay điện thoại lúc nào cũng nghiêng về bên này thì là Vinh nó lệch thì là cũng đúng rồi. Cái này thì cũng có thể châm trước được nhá các bạn nhá. Rồi. Biết là thành chữ O ấy. Tiếp tục là đến bài của Phong nhá. Thế các bạn ơi, bài của Phong thì đường tròn này có vẻ là rất là đẹp. Ừ. Đấy, rất là tròn. Nhưng mà về bố cục thì sai hoàn toàn rồi các bạn. Tất cả các cái đường này, cái đường khối vuông này thì ba cái đường khối đường tròn, đường vuông và đường tròn này nó kiểu như nó tương đồng nhau ấy. Nó bằng nhau, kích thước bằng nhau, nhưng đây là Phong kiểu như thừa màu.
tô nó sẽ đậm hơn. Thôi, xong rồi. Em hỏng hẳn thôi. Bài này thôi. Tiếp tục là chúng ta đến bài của côn nhá. Đấy. Bài của côn thì là chắc chắn là giống với hình mẫu nhất nhá. Các bạn so sánh hình bài của côn và hình mẫu ở trên màn hình này. Đấy, rất là giống nhá, rất là tương đồng. Đấy. Thì phần thi này thì có bài của côn và bài của Vinh. Đấy, khá cũng giống khá là giống. Nhưng mà của Vinh thì vẽ hơi nghiêng và cái bố cục bên trong là bị sai. Hơi chéo đúng không? Bài này của côn là chiến thắng nhá. Xin chúc mừng côn. Yeah. Okay. Xong rồi. 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 À, vòng thứ hai là Phương Ngữ Côn đã là người chiến thắng nhá. Rồi. Xong rồi. Em vẽ thế nào mà mắt em vẽ cái hình to hình nhỏ? Hay là đấy là thả cho Côn với Vinh vòng này? Để cháu thả để cho đuổi cân bằng mắt thôi. Chứ thực ra nếu trong vẽ thì chắc cháu đi thi vẽ toàn tỉnh rồi. Rồi. Đấy. Phong phần này thi là thua nhưng mà vẫn khịa mạnh các bạn, khịa cho vui. Đâu. Đấy. Như vậy bây giờ là Côn được 1 điểm. Phong được 1 điểm. Được 1 điểm. Tôi em tự nói đi, em tự nhận của em thế nào đi. Một dưới không ạ. Phong được một Vinh được một quả trứng nhá. Rồi. Không nói nhiều đâu, sang phòng 3 đi các bạn ơi. Rồi. Bây giờ chúng ta sẽ đến một cái logo. Đấy, logo này cũng rất là đẹp nha các bạn nhá. Các bạn nhìn ở trên hình nhá. Đây là logo của Wonder Woman. Wonder Woman à? Woman. Anh hùng của DC. Anh hùng của DC. Tôi thì là giám khảo cho tôi cũng chả biết gì về logo cả các bạn. Vào em đọc cho nó vui thôi. Bây giờ là mọi người sẽ vẽ khung trước nhỉ? Khung đỏ trước thì nó sẽ giống hơn. Vẽ một hình nguyên vuông khung đỏ trước. Rồi, còn cháu vẽ khung vàng trước. Ừ. Còn tí kia tô màu bên ngoài. Nhá, mọi người nhìn nhá. Cái này nó có màu đen này, màu vàng và màu đỏ. Mọi người phải vẽ chuẩn nào. Rồi ok các bạn, tôi lúc nào tôi xong đầu tiên. Đấy. Kinh nhỉ. Đẹp không mọi người? Đây. Lần này Vinh, tôi nghĩ là Vinh là này nhất rồi. Được Vinh nhỉ. Quá đẹp luôn nhỉ. Cái logo này hợp với Vinh ấy. Đẹp không? Rồi. Rồi các bạn ơi, tôi cũng xong nhá. Rồi. Còn giờ đợi Phong thôi. Phong cố gắng. Phong đẹp rồi các bạn. Thôi các bạn, đây là cái video các bạn hạn chế xem lúc ăn cơm các bạn nhá. Tôi nghĩ là lần này mà cái vòng này mà mọi người mà dở lên thì tôi nghĩ là không ai nhịn được cười đâu. Được chưa? Xong chưa? Rồi. Các bạn cân nhắc khi xem video này nhá. À, chúng tôi không phải là họa sĩ chuyên nghiệp các bạn hiểu không? Rồi, tất cả ba thí sinh. Rồi, mình như thế nào? Ok. Đẹp rồi, các bạn ơi. Bây giờ các bạn cùng so sánh nhá ba bài của ba thí sinh với hình ảnh ở trên màn hình nhá. Đầu tiên là chúng ta đến với Vinh Tiền Lẻ. Đấy, đây là một cái bức tranh rất là phá cách nhá. Đẹp không? Đấy. Bây giờ mình không vẽ theo logo nó, bây giờ mình vẽ theo kiểu hình ngôi sao Vinh kìa. Đâu, Vinh này là kiểu cờ đỏ sao vàng ở Việt Nam sao đi. Được đấy Vinh. Đẹp không? Để vẽ thế này thì đầy nhà tuyển dụng người ta tuyển em đi làm designer ấy. Rồi. Để thiết kế logo. Cái logo này là độc nhất, không ai vẽ được giống như này. À thế thì ai vẽ được. Rồi, tôi nghĩ bài xuống đi em ạ. Em loại rồi. Phong tiếp tục là bài của Phong ấy các bạn ơi. Bài của Phong thì khá là giống, đó là khá giống với các em một tuổi đang tập vẽ. Phong rồi, anh không dở, em sắp lấy vợ rồi mà em vẽ cái hình logo của con bướm. Đây là hình gì nhá? Em thì vẽ con bướm à? Hay con đại bàng? Đây. Ừ, anh thù đó. Thôi, các bạn ơi, chúng ta đến với hình của Côn nhé bạn nhá. Hình của Côn thì là giống khoảng tầm 95% luôn. Đấy, rất là giống với hình mẫu. Đấy, thì phần này Côn lại là người chiến thắng ấy các bạn nhá. Chúc mừng Côn nhá. Còn Vinh Minh Phong thì không phải nghĩ rồi. Nghĩ đi à. Các bạn mà cảm thấy buồn cười thì các bạn hãy comment ở phía dưới nhá. Chứ còn Vinh Minh Phong mà vẽ thì ai nhịn được cười. Rồi. Rồi. Ba thí sinh tiếp theo vào phòng tiếp theo nhá. Rồi. 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 Vòng này Vinh em có tự tin chiến thắng không? Có, cháu lúc nào tôi tự tin, cháu chấp mọi người mà. Đấy, Vinh đấy là nó chưa bung lụa đâu các bạn. Nó chưa thèm vẽ đấy. Bởi vì nó thương hai người anh. Đấy, đúng không? Nhường anh đúng không? Đúng rồi. Phong thế nào em? Vòng là thế nào?
cháu đang nhường Vinh, đợi Vinh ấy để cháu bứt tóc sau. Được, bứt tóc. Rồi, Côn thì là vẫn giữ phong độ rồi. Rồi, chúng ta đến với vòng 3 ấy gọi nhá. Rồi. Rồi, đây là cả một logo của... Vòng 4 chứ. Rồi, bây giờ chúng ta đến với vòng 4 ấy gọi nhá. Đây là một logo biểu tượng của Superman các bạn. Đấy, cái này thì là thật sự là rất quen thuộc với các bạn nhỏ. Ngày xưa là anh em chúng tôi hay xem siêu nhân đúng không ạ? Ngày xưa chúng tôi là thời 9X mà. Đấy thì cứ tầm đi học về tầm 4 rưỡi 5 giờ thì là đi học về phát là đi sang nhà hàng xóm xem tivi, bởi vì ngày đấy ít một làng có rất là ít tivi. Đấy cứ tầm đấy là toàn xem siêu nhân anh hùng. Hoặc là xem tất cả hoạt hình Tom và Jerry, ngày đấy bọn tôi chỉ có những cái phim đơn giản thế thôi. Bây giờ nó không có. Bây giờ là ít người xem những cái thể loại như thế. Ngày xưa anh em mình làm gì có tivi mấy nhỉ? Đúng rồi. Toàn chơi trò chơi dân gian thôi. Rồi mọi người tập trung vào cái logo nhá. Vẫn tiếp tục cái logo này nó vẽ cũng dần giống như cái logo của phòng 3 đấy các bạn nhá. Vẫn là đường viền là màu đen. Và màu đỏ, màu vàng, màu xanh là màu nền. Đấy. Màu đỏ là chủ đạo. Bây giờ chúng ta phải, trước khi vẽ chúng ta phải ngắm thật kỹ rồi cũng vẽ. Kỹ đúng không? Cái này khả năng là cũng dễ hơn cái vòng 3 các bạn. Vòng 3 nó nhiều chi tiết hơn. Nhưng cái này lần này nó lại có led đường cong các bạn. Đường cong là vẽ nó hơi khó. Không căn được là nó sẽ không cân đối. Rồi các bạn ơi, tôi đã xong. Của tôi này quá là câm luôn, giống luôn. Đâu? Y hệt. Ui. Vinh ơi, các bạn nhìn thấy giống y hệt không? Dạ, nó giống cái mặt lạ. Được. Rồi, của tôi cũng xong nhá các bạn nha. Nhanh thế. Vâng, ơi, nhanh cố gắng đi Vâng ơi. Của Vinh này giống hơn của Phong các bạn. Của Phong thì là em sai hẳn bố cục rồi. Cháu Vinh dấu ghét này. Đấy, em không thể nào mà đấu được với của Vinh rồi. Vâng ơi, cố gắng lên. Lâu thế. Vẽ thì lâu thế. Đại tí em ơi. Anh cũng đẹp nhất đây, dấu S này. Chữ S đây. Bốc có đủ không? Đây là một cười không ơi. Em có chữ S không? Không cần chữ S. Để thắng luôn thế thì còn tô được cấp là không giống, đây là không giống, búa chi nó đùng luôn thì đã vẽ màu vẽ thôi đấy, chờ chỉ gô bên thôi nhà mày xem mưa ham anh thế, thì cần tô bên thì là cấp thật, đây là đang là không giống đấy các bạn nhỉ, chỉ đúng tô bên thôi đấy, mà thế thôi nhà mày. Bật. Anh có chữ S, em có 3 chấm thôi. Bác hoạt thiên vị em rồi thôi. Ảnh họa sĩ. Họa sĩ cứ đẳng cấp đấy. Đẳng đấy nhé. Thôi đứng lên không ơi. Đâu thế? Mày ơi. Tô nhanh nhanh lên cho mày. Nhanh nhẹn lên tay lên cho mày. Nhanh mắt lên trí lên mà. Thôi. Ừ. Có bố chì à? Thôi xong rồi. Rồi, bây giờ đang là vòng thứ tư đấy các bạn nhá. Rồi, các bạn thí sinh xong chưa? Rồi. Rồi lên xem nào. Đây. Rồi các bạn ơi, bây giờ tất cả các bạn này cũng là giám khảo đấy các bạn nhá. Đây, các bạn hãy so sánh 3 bài của chúng ta. Thì đầu tiên là tôi nhận xét bài của Vinh Tiền Lẻ đấy các bạn nhá. Rồi. Vinh Tiền Lẻ thì cuối cùng cũng rất là giống rồi đấy các bạn. Rồi. Nhưng mà chi tiết nhỏ thì tôi phân tích ra này, những cái điểm sai này. Cái hình cuối cùng này các bạn ơi, các bạn so sánh với trên màn hình nhá. Cái hình cuối cùng là Vinh Tiền Lẻ là vẽ thành hình tròn là sai rồi. Ở hình logo trên là hình tam giác. Và tiếp tục cái hình này thì Vinh Tiền Lẻ là vẽ thành như cái thìa múc canh đấy các bạn. Thế đó là sai tiếp rồi. Và hình bên này nữa, hình bên này là người ta là hình kiểu như hình lưỡi liềm, Vinh Tiền Lẻ là vẽ thành hình vuông đấy. Vinh Tiền Lẻ thấy sai chưa? Ừ, em nhận biết được cái sai của em chưa? Ừ, ok. Và Vinh Tiền Lẻ tô màu thì nó cũng
bố cục cũng rất là chuẩn này, màu xanh, màu đỏ, màu đen, màu vàng. Thôi bỏ xuống nha. Ok. Thôi em vẫn thả đúng không? Thả đâu, nhìn chữ S này đây. Đây các bạn ơi, bây giờ chúng ta đến với bố cục của Phong các bạn nhé. Đầu tiên là chúng ta nhận biết về màu này, màu xanh, màu đỏ, màu vàng, ba màu thì đã rất là giống rồi nhá. Bây giờ chúng ta sẽ đi đến cái chi tiết nhỏ. Đầu tiên là cái hình này, biểu tượng này thì tôi thực sự là tôi không nghiên cứu về các cái logo. Đây tôi là không, chữ S này. Tôi không đọc được biểu tượng này. Cái này nhưng mà Phong là viết sai rồi. Cái hình này rất là béo, rất là to. Em so sánh lại nhá. Cái này của nó rất là bè, rất là mỏng, rất là thanh. Đây đánh giá thì em biểu tượng này tầm lửa này thôi. Hiểu không? Đấy. Và cái thứ hai, cái thứ hai là hình dưới này cũng thiếu nét này, thiếu đường viền đen đúng không? Đấy. Như vậy là đã đủ chưa? Yeah. Đủ rồi nhá, còn đâu là sẽ đã đâu là giống hết rồi các bạn. Không các bạn ơi, họa sĩ gì mà vẽ bẩn thế này, màu đỏ cũng dính màu đen, màu vàng cũng dính màu đen, các bạn nhìn thấy không? Sáng nó quay gần nào. Nên như bẩn dây ra thế này mà là nó họa sĩ thật. Hơi dính nhọ nhồi các bạn. Dính nhọ nhồi. Màu cũ. Cũ gì? Mực các loại màu cứ đè lên nhau nhìn thế này. Bây giờ em làm em phải tùy cơ ứng biến hiểu không? Có cái nào em phải làm như thế. Đây cả cái phần dấu tam giác nhỏ ở đây, trên này không có màu vàng nữa cơ. Này thì có đi thi tỉnh nhá mày. Thi xóm thôi. Thi xóm thôi. Thôi em bỏ bài xuống. Rồi các bạn ơi, tiếp theo là bài của cô nhá. Đầu tiên là về bố cục này. Màu xanh, màu cà rốt, màu vàng. Đấy. Thì là nếu mà nhận xét về vẽ thì là giống hết rồi các bạn. Đấy, từ tất cả tam giác là hình cá, hình lươn, hình trạch, nói chung là giống hết rồi, nhưng mỗi tội là bị hơi lệch màu một tí, màu đỏ biến thành màu cà rốt. Đấy. Cháu thấy đây là thấy màu cà rốt đấy. Thế chắc là mỗi người có một con mắt nhìn. À, các bạn nhìn cái hình mấu lên nhá, có hình mấu này như hình cà rốt cơ. Đang hình đây hình chữ S này, đây có chữ S đâu. Nhưng mà nhìn kỹ đi. Hình chữ S nhưng mà người ta còn giống hơn em, hiểu không? Như em người ta bố cục nó còn chuẩn hơn, có cái của em to bùng béo phị này. Thế em xem lại so sánh cái logo của hai cái của Côn với của Phong nhé các bạn nhá. Đấy các bạn đòi lại cho tôi bằng cái rồi. Này, số rồi bị sửa kép rồi. Đây các bạn này, các bạn so sánh hai cái logo này nhá, xem ai là người chiến thắng. Đây các bạn này. Đấy, cái logo của Phong thì cái hình chữ S rất là to. To cả bằng một lửa, 1/3 của cái logo luôn. Đây nó gọi là logo, nó gọi logo là cái này kiểu như nó bơm nhiều quá, nó béo lên. Cái con hình chữ S đâu? Cái con không có, nhưng ý nó có một giống. Hình chữ S đây này à? Đấy là bố cục về nó giống hơn, em hiểu không? Em còn thiếu nét, bài của em còn bẩn cơ, tẩy xóa. Màu miếc đè lên nhau trong đấy cơ. Nếu như là này tôi chấm ấy, thì là cái con của cô là được 9 điểm. Đấy. Của Phong thì là được 7 điểm rưỡi nhé các bạn nhá. Còn Vinh thì không những chúng ta có thể nhìn theo hai khía cạnh. Một là nhìn xa thì giống logo, mà nhìn gần thì giống mặt lạ. Thôi Vinh ơi. Thôi vòng ngoài là vòng thứ tư thì cô lại là người chiến thắng nhé các bạn nhá. Yes. Không biết tôi chấm thế có công bằng thì các bạn hãy comment ở phía dưới nhá. Xem vòng ngoài là ai là người chiến thắng. Tôi nghĩ là cô là giống nhất rồi. Bài rất là đẹp. Rồi các bạn ơi, tổng kết vòng thứ tư thì là cô thắng được 3 vòng rồi. Đấy, vẽ 3 cái logo rất là giống. Còn Phong thì là mới thắng được 1 vòng thôi. Vòng này, cố lên em. Còn Vinh thì vẫn chưa thắng vòng nào. Vinh thì nói gì đi em, vòng thứ tư đấy. Các bạn, tôi vẫn thả các bạn. Vòng thứ 5 bắt đầu tôi mới chiến đấu thật. Đúng rồi. Đây vòng cuối bắt đầu mới là vòng quyết định đúng không? Định vòng là... cuối thì em không giải quyết được vấn đề gì, em thắng em không giải quyết được vấn đề gì. Phong này, vòng cuối em chơi thế nào? Cháu chơi bình thường. Chơi mạnh mẽ lên cho em chơi để đối thủ lấn áp thế. Đấy bác sự ép cháu thôi. Em ấy không phải là sự ép. Mọi người cũng đồng ý cái quả của Côn là cái chắc rồi. Côn chẳng qua là mỗi lệch màu thôi, về bố cục rất là chính xác. Rồi. Để phân định thắng thua ngày hôm nay thì là Côn đã khả năng đã là người chiến thắng rồi. Nhưng mà vẫn muốn chơi vòng 5 đấy các bạn nhá. Để cho Phong với cả Côn, à Phong với cả Vinh là hai đối thủ thường thường hay gáy nhau, hai này là hai thằng bạn thân. Vinh lần này nếu mà em thắng được ấy thì là em sẽ có thể gáy được, nhưng mà em mà thua là hơi buồn ấy. Rồi, chúng ta đến với phòng 5 nhé các bạn nhá. Rồi. Bây giờ là một cái mặt lạ người nhận. Mặt lạ người nhận. Cái này thì đơn giản quá rồi các bạn. Không đơn giản đâu, cái này nó rất nhiều chi tiết hiểu không? Rồi ok, vẽ đi. Ê con này không chơi đấy. Ui, họa sĩ ai dùng? Rồi ok nhé các bạn nhá. Rồi. Rồi. Đã xong. Rồi.
Rồi, ba thí sinh xong chưa? Rồi, chúng ta giơ lên cho khán giả cùng xem nhá. Rồi. Đầu tiên là đến với bài của Vinh Tiên Nỉa nhá. Rồi, giống không? Các bạn ạ, bài của Vinh Tiên Nỉa vẽ rất là tròn nhá. Rồi. Các họa tiết cũng rất là giống. Rồi. Tội là bài nó kiểu hơi bẩn. Hơi bẩn tí không ra đúng không? Hơi bẩn tí. Tôi không hiểu tại sao hôm nay là ai vẽ cũng kiểu nó dạng là cái nhem nhuốc đúng rồi, ai để thế? Hay đây là do màu không biết? Do màu. Rồi, đây là bài của Vinh Tiên Nỉa đấy bạn nhá. Đấy, sao còn có khung trắng hoay cơ. Rồi. Mọi người thì có khung trắng. Đây là cái gì đây? Đây mày, là hai, đây là mặt trời. Hai quả thận là chúng tôi thể người. Cháu đang định bảo thế. Em ở đây em định bán thận à? Bán thận thì ra chỗ khác cái này không ai mua đâu, không ai đủ tiền mua đâu. Em mặt nạ. Mặt nạ ở giữa gì như hai quả thận này. Đây là hai con mắt à? Hai mắt. Rồi. Giống hai quả thận, như tôi nhìn giống hai quả thận nhưng không giống mặt lạ lắm. Rồi, tiếp tục bài của Côn nhá. Không bảo các bạn có biết quả liệu không? Ừ, đúng rồi. Bài của Côn thì giống quả hạt liệu lúc mà mình bổ đôi ra ấy. Chặt đôi quả liệu ra cũng rất là giống nhá. Còn hai chỗ này là hai kiểu hai vết sâu. Sâu quá. Đây, cái ai kiểu như là tô nó không hết đến cái viền đen này. Rồi. Rồi, tổng kết cái bài này các bạn nhá. Rồi. Tổng kết cái vòng này thì là Vinh Tiền Lẻ là người đã giống nhất nhá. Đấy chưa? Từ mắt và khối tròn rất là tròn. Rồi. Bây giờ tôi đã bảo rồi, tôi bung cái vòng mình cuối cùng. Rồi. Rồi. Thì tổng kết sau 5 vòng là Côn là vẽ hoàn thành logo 3 vòng nhá. Rồi. Một Phong 1 vòng. Rồi tôi 1 vòng. Vinh Tiền Lẻ 1 vòng. Được chưa? Em bảo rồi, em nhường anh thôi. Như vậy người chiến thắng cuộc thi vẽ tranh ngày hôm nay là Côn với chủ đề vẽ logo. Rồi. Côn đó là người chiến thắng. Không có gì ạ. Rồi. Nhanh Côn đã giành giải thưởng được 1 triệu đồng. Rồi, và trong khi đó thì giám khảo cũng được 500.000 nhá. Rồi. Đây còn thưởng anh Côn. Đâu khảo đâu. Đáng quá. Em mà từ lấy là nói phí cả 1 mét ra em ơi. Lần sau là ban cho cả giám khảo chứ này. Em ơi, mời giám khảo về chấm cát xê giám khảo cao lắm đấy. Phải đứng ra đây là bác cháu nên lịch. Bác cháu lịch, bác cháu thì lấy rẻ 500 rồi đấy. Rồi, rồi sao mời Vinh làm nó khảo. Thì em thôi, em lấy rẻ 200 thôi. Bác mời 500, em 200. Rồi, rồi. Rồi, không có nhường nữa quá đi. Như vậy này còn người thắng cuộc. Tôi với Vinh thì thua rồi. Rồi. Trình Vinh ăn may hơn tôi thôi. Chứ không bằng tôi được. Rồi. Video của tôi cũng xin kết thúc tại đây thôi. Nếu bạn nào cảm thấy hay thì hãy like và chia sẻ cho mọi người cùng xem. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.